Ủa, chú Bảy đang dạy võ cháu à? Ủa, cháu tưởng chú Bảy vừa ấy mà, vừa sửa xe mà lại đâm vào chú. Rồi đi móc đầu dạy cái chơi lấy le với mấy bà sống á. Không nữa hả? Mấy bà sống bao nhiêu phần trăm nhỉ? Đấy dạ, con này hỏng 31% nhá chú Bảy. Với cả 6 thân vỏ, chú muốn sửa thân vỏ luôn không? Sửa luôn đây, sửa luôn đây. Ok là, để cháu tính tiền cho chú nhá. Thế chú lấy được mấy cái le rồi? Không được cái le nào hết á, tốn tiền à. Nãy 1.500 giờ không biết nhiêu nữa. Lần này của chú là hết 1.840 chú nhá. Ây da, cũng quá. Đâu có bốc khói đâu, phải để bốc khói mà ta. Hôm nay là chắc là không sửa thân vỏ, nếu mà chú không sửa thân vỏ thì được là trừ đi 600. À thôi, sửa luôn đi, sửa luôn. Sửa luôn đúng chú. Buổi sáng bắt đầu công chuyện mới, chị Cảnh cũng muốn làm một cái cược nhỏ nhỏ. Cược gì đấy chú Bảy? Nếu mà ngõ chết thì ngõ sẽ trả tiền thuê xe cho Lị, ngõ còn sống thì Lị trả tiền sửa xe cho ngõ, ok không? Là sao? Tức là bây giờ chú Bảy với cháu đi đi bay hay đi đâu? Không, không cần bay đó, ở chơi trong đây thôi, ngõ sẽ dùng dính đó gọi là cái con đen liền ngồi đạp cái bình ga đằng kia. Bình ga đằng kia? Không, bình ga này đi. Ngõ chết, ngõ đạp mà ngõ chết thì ngõ trả tiền xe, còn ngõ mà không chết là Lị trả tiền sửa xe, ok chưa? Bình này đi. Bệnh kia chắc chắn chết rồi, cái bệnh đó là bệnh cái bệnh ai đó cũng là biết rồi. Ai cũng biết. Bệnh kia mới có xác suất 50-50, bệnh kia có xác suất 50-50. Bình nào chú, sao cháu không biết nhờ? Bình này á. Bình này á. Chơi luôn chú ơi. Thế nhưng mà nếu mà chú không chết là chú đạp một lần á hay chú đạp bao nhiêu lần? Bây giờ ngõ đạp cho nó nổ hiểu không? Ngõ mà chết thì ngõ sẽ trả tiền xe, sửa xe. Còn ngõ mà còn sống là lại trả tiền sửa xe cho ngõ, ok chưa? Ok là, chơi đi. Săn chính nha. Săn chính luôn. Từ từ để mới học mũ thái của ông A Khảo gì đó, quên rồi. Từ từ nha. Nhưng mà nếu như mà bình này nó cũng như bình kia thì sao nhở? Hay chú Bảy là phải nổ chứ không nổ thì gài sao nhở? Không gãi đâu. Mày đứng xa ra, mất công thiệt thòi. Đứng xa ra. Cần làm nha. Ok. Về chú nhá. Chú võ công cao cường đấy. Có thể kiếm được vài nghìn nha. Ừ, tức là cái này nổ nó không dính người à? Hay thế nhở? Không, bình này hên xui á. Bình này nó hên xui á. Không phải fix đâu con ạ. Các biết vì sao? Cái này là có cái bàn che này. Còn cái này là chắc chắn chết này, tin không? Cái chắc chắn chết rồi, cái đéo thì lệch đi đâu được. Cái này là đạp vào chỉ có chết thôi, tại vì không có cái gì che cả. Ngon thì các bạn đi mà thử chứ, tôi thử rồi, tôi hôm qua tôi thử rồi mà. Hôm qua tôi thử tôi mất mẹ 1.200 rồi đấy các bạn. Các bạn nào mà ngon thì các bạn thử đấy. Úi dồi ôi, đau thế. Chú Bảy.
Con số hả? Dân. Trời đất ơi, ngồi nói giỏi. Này, này cho đặt bình ở ngoài cơ. Nên là cháu mới sợ chết. Cái bình ngoài, cái bình ngoài bây giờ nó cũng không sao rồi chú ạ. Bình thường là nó sẽ bay xác luôn nhưng mà bây giờ nó chỉ phát cháy thôi à. Chú thử đi. Cái bình nó không bao giờ chết luôn à? Đúng rồi. Cái không phải cái bình của ngõ chỉ đó. Đúng rồi, cái bình cạnh cái cửa ấy chú. Tranh thủ chơi đấy, tranh thủ chơi trước khi gà ra biết hết á. Ok ok là. Cái kèo 5.000 vô, 5.000, 10.000 lấy lại tiền. Hợp lý nha. Chú bày kinh doanh được đấy, cháu sẽ trích hoa hồng với chú. Khỏi đâu, 1.800 là lựa chọn. Ok à, thế chú không tham lam à? Không tham lam. Ok. Chúng ta phải biết điểm dừng. Đúng. Thôi thì quần ngõ không có leo dây nịt được. Tham lam là không có cái nịt luôn á. Thôi thì chú bày cháu trả tiền sửa xe chú ơi, chú mời cháu ăn sáng đi. Ừ, cũng được, bình thường mà. Đi ăn gì đây? Cháu mì thôi chú ơi. Trời, uống rượu gì không? Ấm hơi buổi sáng không? Cháu có hai bình đã hôm qua mua chưa uống này chú. Không cần đâu chú ạ. Alo, anh thích toán à? Nghe này chị Kỳ, sao đó? Anh đang ở đâu, anh có rảnh không? Sao đó? À, em định rủ anh ăn sáng mà, cảm ơn anh vì hôm qua tổ chức chương trình hay đi tìm kho báu mà. Thôi mình quy thành thị kim được rồi, không cần phải cảm ơn bằng một bữa ăn đâu. À thế thôi, cảm ơn anh nhá. Tiếng gì nhỉ? Đúng được. Chú bày cái gì gà, gió gà kìa. Trời ơi, cháu cứ tưởng giò ga. Đâu? Trời ơi, ngõ đang chiên tí tôm ra. Oh. Uầy. Bây giờ mới thấy tay nghề của chú Bảy đấy. Trời, lâu lâu ngõ mới vô bếp thôi. Già rồi tay gung á, nên nhiều khi nó bị bể chén, bể dĩa, mấy đứa lo cho vô đâu. À. Ngồi chờ chút nha, hâm nóng lại chút ra. Ok, chú Bảy. Chú Bảy thông thả đi. Ok là thơm thế nhở? Ổn không? Ây à, tôm nè, tôm loại một lá. Thơm quá. Đây. Uầy, cần thêm trà lá để báo hỏi nha. Uầy, ok chú ơi. À, buổi sáng ăn bát mì này thì ấm hết lòng. Sự khác nhau của sủi cảo của ngọ có nghĩa là tôm của ngọ sẽ phải ráng sờ đó. Ngon quá chú ơi. Tôm okay dài xịt sụt 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 sụt. Đúng rồi, phải ráng nhẹ như vậy thì mới làm được. Kiểu là tôm nó giòn giòn đó. Thì chú Bảy nấu mì sủi cảo ngon nhất cái thành phố này. Đúng rồi. Thành phố này có mình ngõ nấu thôi thì ngõ ngon nhất rồi. Ngõ mà đứng thứ hai là không ai chủ nhật luôn à. Chú Bảy ơi, cháu nghĩ ấy, chú nên là mua thêm mấy viên gà ở trong bếp. Thỉnh thoảng nổ nó vui. Gọi là xài ống gà lại. Cái bình gà đó là tới một chuyện đó. Thỉnh thoảng nổ nó vui, vui cửa với nhà chú ạ. Nhiều gà la cháu ơi. Dạo ba... này đi làm nhiều quá, nhìn hơi ốm đó, uống thêm trà sữa để cho mập. Ừ kìa, cháu có mập đâu, à cháu có ốm đâu. Ốm là... Chú Bảy biết cháu bao nhiêu cân không? Mấy cân là? Cháu 68 cân đó. Trời, con trai 68 cân mà mập vậy. Là cân đối mà chú. Đúng rồi, ông trai là phải 70-80-90 kg. Trông chú như... Như mấy em gái 46-45 cân đấy, mấy em ghẹ 45 cân đấy. Ê à, giống không? Giống. Bên nhà hàng có dịch vụ đó luôn á, lại dùng không? Ờ, hôm trước cháu đi ăn sáng, gì à? Cái kiều nó cũng giới thiệu rồi nhưng mà toàn con trai không à. Hôm nay có con đặc biệt hơn. Ủa, đâu chú? À, ngon chút, ngồi kiều nó già. Luôn luôn hả chú?
Luôn chứ. Trời ơi, là ông trai mình dứt điểm là phải dứt luôn chứ. Ok. Ok à. A Men à. A Men. Có A Men. Wow. A Men. Trong một ngày ngoài đời ấy, đấy kiểu đấy. Anh trai à? A Men tới rồi là anh trai. A Men à? Lấy số bình sữa hay số bình xăng lá? Thôi, đi về đây. Ngộ về đây. Order rồi đâu, không có được bỏ la. Nhưng mà đã order đâu, cái này xem hàng mà. Chúng mày bảo xem hàng thôi mà. Order rồi, bỏ la, tâm lắm, yên tâm đi, ngồi xuống. Yên tâm đi. Trời ơi. Anh là chú Bảy à? Ồ, A Men. Nhưng mà không có hứng. Đây, để bóp chân, bóp chân. Trời ơi, là ông trai chân săn chắc quá nha. Trời ơi, ngộ đi đá bóng hoài mà. Ok là. Trời ơi, bị chú Bảy gài rồi. Đá banh là đá bình thường, là thuận chân trái hay chân phải đó? À, cháu thuận chân trái phải chú ạ. Thuận chân phải, sao chân giữa cứng quá vậy? Ok á. Sổ cơ là sổ cơ đó. Đàn ông mà chú. Trời, nghe bài nhạc cái nhớ hồi xưa kìa đó. Ok. Ok là. Cảm ơn chị nhiều nhá. Chị ơi, chú Bảy thôi, chị bị. Cái này tùy hỷ thôi, dịch vụ này tùy hỷ thôi. Trời ơi, lại mất tiền rồi. Số 73. Ok chị nha. Ai da, trời tố trẻ nha anh trai. Hôm nào qua chơi nữa nha anh trai. Xin cảm ơn, đây là lần cuối rồi. Còn nhiều là tới ông chị luôn nha anh trai. Nói ông vĩnh biệt nha, vĩnh biệt nha, vĩnh biệt nha. Trời ơi. Chú Bảy. Okay à? Không. Okay luôn à? Sao chú Bảy lại tới sao... chuyện luôn à? Sao chú Bảy lại giới thiệu cho con con già như thế? Thì Lý muốn đặc biệt mà, Lý không có thích. Trời là... ơi. Con trai thì đem con già ra cho Lý. Nó thích con gái thôi chứ không phải thích con già. Con gái à? Đúng. Con gái tối quay lại đi. Tối à? Con gái thì tối quay lại nhiều lắm. Ok là. Vô đàm 1, 2, 3 đi, sau đó là đi qua đồn cảnh sát. Ở đàm số 1 đi anh. Anh bảo gì anh Tú? Anh bảo là nghe đồn là vậy. Nếu mà chết là mất xác rồi đấy. Mất xác luôn đó. Hay sao ấy? Tức là không ai cứu luôn à anh? Không phải, cứu thì cứu được nhưng mà tùy cái là mình chết mà. À không, nhưng mà bây giờ em bảo nhá, bây giờ anh cất hết đồ đi. Tại vì nếu mà chết ấy là mất 6.500 đấy. 6.500 á? Còn nếu như mà anh mất trí nhớ là còn 5.000 thôi. À, hợp lý. Xong rồi đấy, mình cất hết đi nhở? Cầm mỗi đồ ăn lên thôi nhở? Sau lúc đấy mình sẽ phải đi tìm lại hành trình, tìm bản thân là ai. Ui, hợp lý nhở? Khi nào mà kiểu gia đình mà kiểu có chuyện gì ấy, mình nhảy xong mình quên hết luôn. Đấy. Mà nhìn nghiệm ra chân lý rồi đấy. Đúng rồi, em nghiệm ra chân lý rồi đấy. Từ anh nghe thoại rồi. Alo, cháu đây. Hợp lý thế nhở? Khi nào mà giận người yêu cái là thôi, nhảy một phát là thôi. Người yêu là ai? Làm gì có người yêu? Cây công sở. Đây đây cháu đây. Trời ơi. Để cháu gạ anh Haki. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chú gạ anh Haki đi. Ờ ha. Haki à? Để chuẩn bị cho một buổi sáng thật là soi lỏng, chúng ta làm một cái kẹo chứ. Kẹo đạp mình ra hả chú? Đúng. Như nào chú? Chú nói đi. 50. Cái này bao tiền nhá? Cái này chắc cũng đắt nhỉ? Bây giờ cái kẹo là bây giờ ngõ mà đạp, mà ngõ mà chết thì ngõ sẽ trả tiền sửa xe. Vâng. Ngõ mà còn mất, sống mất người thì trả tiền ngõ sửa xe. Ok chưa? Không, cháu
cháu thích chơi ngược lại cơ. Cháu mà đạp mà cháu không chết thì chú giả x2 tiền sửa xe, còn cháu mà chết thì cháu giả x4. Ui hay đấy, chơi đây chú ơi. Thú vị đó. Chơi. Thú vị không chú? Chơi không? Được. Chơi. Để gọi lấy thêm cái thùng này ra. À không được, ok chú. Thế thế có keo không mọi người? Chơi không? Chú chơi nha. Đây đây, cháu làm trọng tài cho. Như nào bây giờ ai thua là như nào? Rồi, lạp đi, lạp đi, lạp đi. Bây giờ nếu mà anh nếu mà anh chết thì anh sẽ giả x2 chú. Ok. Lúc còn nếu mà anh mà sống thì chú phải giả x2 anh. Lúc. Ok, hợp lý. Chơi. Chốt nha. Chốt. Chân dài ra là. Ủa chết ông ta. Hay là mới thực sửa lại à? Dừng ha. Trời ơi. Đây con này. Đến Vinh này. Con này hơi đắt là chú nhá. Con này dễ mà, con này bình dân mà. Bình dân á, chắc không? À, chú ơi, này... ngõ mới chịu x2 chứ. Hả? 4 x 15. Là sao? Có nghĩa là tại vì con xe này hơi rẻ đó nên ngõ mới x2 đó. Là con này bao tiền ta? Con này hết 1.800 anh nhá. Ui dồi ôi. Khỏi sửa thân, khỏi sửa thân vỏ luôn nha. Thân vỏ hỏng 54% rồi chú ạ. Ui 54 lần á. Đúng rồi. Chẳng gì. Khỏi sửa luôn đi. Ok chú. Thế là chú phải đưa cho cháu 3.600 đúng không? Đúng rồi. Thế đây đưa cho mặt lấy 3.600 để trả tiền sửa xe nha. Mà chú không nhớ thật à? Là chú già chú nhớ nhà không chết, chú vừa bảo cháu là chú chỉ cho cháu một cái mẹo mà. Ây à, cháu là người đầu tiên được chú chỉ đấy, xong rồi chú mới chỉ cho anh Quang đấy. Cũng là chỉ nhớ già mà. Cái hôm mà có chú đốt đấy này. Đúng rồi. Xong rồi chú ơi. Chết tổ chú già này làm sao chú đi lừa người khác được chú. Tính già là phải giống luôn á. Trời ơi. À, từ từ chú ơi, cháu xin tiền kéo của chú nữa. Ôi còn nhớ luôn á hả? Hay vậy lúc sáng vừa bị chú Bảy lừa này, mất 1.800. Cái con này kiểu gì á? Có người chạy, thí dụ người ta chạy bộ đi, người ta chạy lại gần chiếc xe của ngọ, đụng nhẹ vô cái không có đụng ngã nha, chỉ cần quẹt người vô quẹt thôi. Quẹt vào là nó hỏng à? Thân vỏ luôn. Nó bị lỗi sao chú ạ? Cứ quẹt tí là hỏng. Mà giống như đá nó dằn vô kiểu đèn là cái gì nhiều... thôi là xong rồi đó. Nhiều khi đi kiểu không gần như này nó vẫn nổ đèn mà. Nhưng đi xe máy tốn tiền lắm chú ạ. Chơi xe máy tốn tiền lắm. Nó mua xong rồi đi được 4 lần, nó sửa đúng 4 lần luôn rồi đó. Để cho mấy chú nhá, tại anh đi tự kéo xe ạ. Ok anh. Cháu bye bye, bye bye chú. Cháu cũng vừa mua xe công ty mà. Rồi lấy cước xe lại. Ba chú. Sao cháu đâm cái xe kia vào cái bình kia không nổ chứ nhờ? Cái bình nó hết nổ rồi. Dạ, hết. Ủa có hả? Có mà. Đâu. Đâu, đạp thử cho, đạp cho. Đạp đi, vô. Thùng nào. Đạp đi. Cái này nếu mà em không chết thì thôi, còn không chết thì thôi. Tung bên trái kìa em kìa. Đạp về. Anh quay rồi. Ui. Hay quá em ơi. Em thật đỉnh. Hình như thùng nó lâu có bao giờ nổ đâu. Thôi, cái thùng nhỏ đó, thùng bé kìa em ơi. Thùng bé. Má, hình tráng đó nè, thùng nào hình tráng đó nè. Đây. Chắc ngắn quá đạp không tới. Em đạp vào đây này. Đâu? Đấy, để chú anh chỉ không? Đấy. Từ. Phải tí. Em vào thùng đỏ cơ mà. Không được à? Nhưng mà vừa mất xe rồi. Sao em thấy thùng đỏ với em bên này. Thùng đỏ trèo qua. Bên này mà. Trèo qua xe này. Em thấy thùng đỏ nó ở đây mà. Nó ở cạnh cái đèn cơ mà. Chạy. Thank you.
bác sĩ tự chạy KPI cho bản thân thôi. Sừng nó lan, nó lan kìa. Chết rồi, cháu có binh xin cứu hỏa. Thì nó nổi tiếp anh ơi. Nổi chưa? Thì nó nổi lan mà. Hết rồi. Alo, em. Cắm bao nhiêu sừng rồi mà vẫn non. Quả tao. Ăn quả rồi, táo này đi. Kỳ nghiệp duyên. Cháu xin cái bánh bao nhá. Ây à, ngộ chưa bao giờ ăn bánh bao nướng á. Bánh bao hồng thế nhỉ. Nướng rồi vẫn hồng. Chị cây có thích ăn hải sản không? Ngộ lấy con sò ra cho lại nè. À không. Số bao nhiêu cơ em? Cháu ăn okay. Cháu thích ăn ghẹ 15 cân cơ. Ây à, mày này không tới 45 kg nữa. Nó ba mấy kg à? Thôi, mày này bỏ đi. Ốp. Ốp cái ốp ốp được xíu à. Đúng rồi, ốp lắm, ốp lắm. Ê, có cần đi cất đồ không? À, cất đéo đi, mẹ mà tao đây này, mày nhìn cái túi tiền tao đeo 3 ngày nay rồi chưa, mẹ gửi ngân hàng nghe đéo sợ. Không phải, em bảo là đi nhà dù đấy tỷ lệ chết mất xác là hơi cao đấy. Mất tập sự xác. Mất là mất chỉ nhớ luôn đấy. Làm sao mà hiểu mất không, được, đâu bác sĩ giải cứu được thằng này. Không, thấy quả có vụ chết mất xác rồi mà, mất trí nhớ, á cơ hay sao ấy. Phải luôn. Là đi nhà dù xong mất xác ấy. Thì bây giờ em cất hết đồ đi, đấy chứng minh nhân thư, thứ cất hết đi. Chỉ cầm đồ ăn với lóc bất trên này đâu rồi. Bãi bím. Anh nghe tới trực thăng rồi đấy. Ôi, trực thăng đến anh ơi. Ấy mà sửa xe cho anh Long đã anh ơi. Từ từ anh ơi. Có phải về cất xe 3 người anh ạ. 4 đây anh nữa là 4. Chú 7 nữa mà. Ok, từ từ em chưa cất đồ anh ơi. Từ từ cất đồ đã anh. Em phải cất đồ đã. Cất đồ đã, chết tôi. Tôi còn nhớ lại những gì mình là ai. Lát nếu mà tại vì bác sĩ cũng không có muốn cứu người ta bị giấy á. Thì mắc quá bây giờ tôi đánh liều. Mấy anh có ngóc ở đâu mấy anh đừng có báo. Ok. Thì tôi cố gắng tôi tìm rồi tôi sử dụng Medkit luôn. Coi như đừng có làm phiền tới bên bác sĩ. Em hiểu rồi. Ok, mọi người lên đi. À ok. Bây giờ là đi hai đợt à, đúng không? Đi hai đợt đi cho nó đúng cái quy luật. Ơ, chú 7 đâu rồi anh? Ôi, phải đợi chú 7 nữa mà. Ai sửa xe thì ở lại đây trước đi. Ai sửa xe thì ở lại. Anh đợi chú 7 okay, okay. Em vừa là chú 7 ở ngoài này mà. Ôi thằng này chết mẹ rồi. Ok kìa. Hey. Nó bị cánh quạt ấy chết rồi. Lúc mà anh còng tay ấy, anh phải còng ở ngoài. Không, nó không đang leo lên tôi ấy. Sao? Gọi 911 đi, lát nữa tôi qua tôi đó. Rồi, anh qua để cứu em rồi. Ủa sao anh qua không gọi 911 đi nhở? À đây rồi, anh qua cứu mình rồi, anh qua dùng medkit rồi. Đúng không? Em bị còng không gọi được. Trời ơi. Biết rồi. Đợi ông thanh toán về đón thôi. Mấy anh chắn đường. Xa tí anh ạ. Bạn. Sóng lại rồi à. Anh kéo em xa tí nhá, anh kéo gần quá. Em sợ cái cánh quạt lắm rồi đấy. Oh yeah. Thả cho nó chắc. Bị lần chừa rồi anh ạ. Ôi bị còng này không làm được gì luôn đấy. Đúng, anh chỉ nói thôi. Đóng cửa.
bạn ơi. Rơi ra ngoài bây giờ bạn ơi. Đen thì đóng như đen thì tôi đóng được đâu. Ok. Ui tí em đu xuống hồ cá chú đôn luôn. Mấy anh nhớ đi ra ngoài cáp treo nhẹ các nha. Okay. Phải nhìn xuống dưới là không có bất kỳ vật cản nào thì hãy nhảy. Mình bung dù bằng cái gì anh nhỉ? Bằng thổi kèn à? Ép một lần thôi nha. Ok anh. Ép lần ép hai là đi luôn. Ép lần hai là nó cắt dù đúng không? Ủa thế chú bảy đâu rồi anh Toán? Thế với anh Tú à chính mình nhà này hay là mình lái xe mình bay ra khỏi xe. Chú bảy ở trên đây rồi ngầu đây ạ. Bay ra khỏi xe ngầu chứ nhở. Tỷ lệ trên cũng cao hơn anh ạ. Nào tránh xa cái cánh quạt ra. Đây rồi. Ok. Chào mừng các bạn đến tới với địa ngục. Đâu rồi, đâu rồi? Từ dưới này anh ơi. Thầy ơi, địa ngục trần gian. Anh không thể ở. Nhảy từ đây á? Sướng quá chú bảy ơi. Đi đường nào đấy mọi người ơi, alo. Chú bảy ơi. Ôi chỗ này căng thế. Lúc này là các anh để góc nhìn thứ nhất nha. Đi thẳng lên ngay cái đỉnh đó đó. Cái chóp ngay đó đó. Là từng người nhảy. Ok. Chú bảy đi chơi chú. Cảm ơn. Okay, dạ, chú đi. Chúng ta may mắn nha. Okay. Lộ bình an. Đâu giống anh sắp gặp anh dưới kia ở đây. Anh ơi tôi ôm cái. Tôi thương quá. Cố lên chú ơi. Cháu tin chú. Sợ quá. Mọi người ơi, mọi người quay về lại cá nhá. Nhưng mà chọn hướng luôn. Cái này nhảy phát là bung dù luôn đấy nhở. Ê, mày qua hướng nào ấy? Ngược lại bên trái kìa. Trời. Ôi, ôi, chú ơi. Ôi, sao thôi. Ê. Chú bảy ơi. Đi ra chưa nhảy. Nhảy lên tay. Từ. Đứng nhảy luôn á. Woo, baby. Let's go. Đừng ép cho nó bay chậm lại. Đấy, quẹo trái. Nó bay đâu anh ơi? Trái nữa đi. Bên cái núi này cơ. Hướng anh này, đấy đúng rồi. Đừng ép á. Cho nó bay chậm thôi. Trái ép ra là nó bị rơi nhanh á. Thằng Tú bay nhanh thế. Các bạn đừng lừa tôi, bấm F để rơi xuống sập mặt vào đây à? Tôi chưa già nhưng mà tôi không lon hiểu không? Bình thường là những người già lon lắm, hiểu chú vậy kìa. Rơi mất xác rồi đấy. Em ơi, trái nữa về hướng anh này, mới là bãi cá cơ. Quay về hướng anh đi. Đang theo anh ơi. Mà tôi đáp trúng đầu chú đôn cho xem. Ui mẹ mày. Trời ơi mình nhảy dù cái hôm sương mù chả cái gì anh ạ. Ừ mù ai đấy. Lại còn mưa nữa chứ. Mọi người thấy cái hồ chưa? Ủa nó nhìn thấy rất xấu lắm. Tạo gì cả nó không đẹp bằng góc nhìn xa ấy. Em thấy mỗi sương mù thôi anh ạ. Trái nữa đây về hướng anh nữa này. Đúng rồi. Thấy cái hồ này. Đó chỗ cái hồ này. Đường đua quen thuộc này.
nghĩ là mình bỏ S hạ độ cao tí đi. Alo, alo, nghe thấy không? Nghe, nghe, hạ độ cao đi, hạ độ cao đi. Hạ độ cao à? Đường bay càng cao càng tốt. Ăn gì mù quá, đéo nhìn thấy, sắp tới chỗ dù đôn rồi này. Em chả thấy gì cả anh ạ. Ủa, vậy mưa quá. Em ở đâu ấy nhở? Không quen, thế nhở? Cá đi rồi. Nhìn bay vòng này. Ê, tí gần đến nơi mình cần ép để nó nhảy xuống nước còn chết không nhỉ? Ê, tôi đáp. Anh ơi, nhìn em đáp xuống cái thuyền đang đi này. Đố mày luôn đấy. Ở cái đáp con mẹ ở cái chết ở dưới nước là đéo ai tìm được đâu ấy. Tao có cái thuyền đang câu cá ấy nhờ. Có cái thuyền vàng ấy, thuyền vàng của ai này? Đây đây, anh em đắp rồi đây. Ôi, đỉnh quá luôn. Hello em trai nhá. Anh đang dưới đất trồi lên đây. Đâu, anh bay lên trời xuống mà. Ui dồi ôi. Đỉnh á, Hồng Đề nghe không? Anh đi dù à? Ừ, anh bay lên trời xuống. Ui dồi ôi. Em câu vui vẻ nhá. Chào bạn nhá. Đi không? Đi không? Đi không? Đi không? Người ta gọi kỹ lăng ấy. Cướp ai? Cướp ai? Biết cá đây. Bọn tôi là không tặc. Thực ra bọn anh là không tặc đen đi ạ. Ok kìa. Lính thủy đánh bộ. Em câu cá tiếp đi nhá. Lính thủy đánh bạc ạ. Cười chú bảy mới luôn, chưa được bay. Dập mặt luôn ạ. Có ai cứu không ta? Em nghe chịu tại vì cái đấy dốc quá. À chết rồi anh ơi. Cái bắt mình không báo anh Toán ở lại cứu chú bảy nhờ. Mày gọi chú Toán, anh Toán nào? Anh thử gọi xem. Đi mẹ mình về mẹ luôn ạ. Kiểu bỏ thơ chú ấy luôn. Không, chú già chú chết được anh ạ. Kiểu dù chú đi xong bỏ rơi chú ấy. Quên mất, quên mất. Tầm này chắc là đang ôm đất rồi. Đâu nghe được máy rồi. Chết phải là cơ chú dối thôi. Đều bán điện rồi. Tầm này là chú đang hít hơi đất rồi. Tầm này là chắc là đang ngửi hơi đất rồi anh ạ. Bị thuốc nào đi làm em ơi. Đứng đợi chú Bảy, chờ tiếng chú Bảy về đấy. Alo. Chú Bảy sáng nay em đi qua cái đang làm sửa xe. Em đang ở đâu ấy? Em đang đi cứu đấy à, cứu bệnh nhân à? Vâng, em đang đem chú Bảy về. Đem chú Bảy về đã tìm thấy xác chú Bảy chưa? Rồi. Thế xác anh thanh toán sao? Rồi thấy luôn rồi. Thấy luôn à? Ui, đỉnh thế nhỉ. Thế về đi xong rồi có gì tính sau nhá. Em có bận gì không? Đang làm máy bay hay gì không? Đang về tới đó là thôi, còn tí nữa em gọi lại nha. Thế anh được bệnh viện xong có gì nói chuyện sau nhá. Anh hỏi vâng, có xe em à. Vâng. Anh ơi, chú Bảy về rồi. Bọn em vừa đi dù anh tốt ạ. Nhưng mà cũng còn bị bỏ mạng ở lại. Chú Bảy về, anh thanh toán về chung với anh ạ. Về bằng đường hàng không à? Đúng anh, về bằng hàng không. Đấy, nghe tiếng máy bay rồi đấy, nghe tiếng rồi đấy. Vào đó chú Bảy đi. Ôi dồi ôi, già rồi mà mình đi vô. Rồi. Đứng đây vỗ tay nào cha. Chú Bảy ơi. Chú
bảy ơi. Cô Linh chú bảy ơi. Cô Linh. Ơ gà anh thanh toán. Cảm ơn mày nha. Mày giết giùm tôi cái hóa đơn 5.000 đi mày. Gọi lên sao đây? Thôi sao? Mất tiền viện phí rồi mỗi chú bảy. Mày già rồi chú bảy còn đi chơi mấy cái trò này chú bảy. Mất cái cuộc sống luôn đó chú bảy. Thảm hiểm. Chú bảy quen luôn là chú bảy. Thôi sao? Thôi sao? Trời ơi giận. Còn leo dốc xuống con kiếm sát chú bảy mà đi theo chú bảy luôn. Tính ra là ngon tới nỗi vậy đâu ngồi chứ. Đáp nhẹ cái khuôn mặt của ngõ xuống cái tảng đá thôi. Nhưng mà nó lằn tới trên đó. Nó lằn mười mấy mét, 200 mét đó. Nó cà xuống cái mặt đường luôn á. Chú bảy chịu chơi nha. Tìm được 5 con thể luôn ạ. Trời đất ơi. Ôi nhưng anh Toán bây giờ mới về đây à? Bọn tôi bay xong rồi bọn tôi đi chơi các thứ mãi bây giờ mới về. Đây nè. Ủa như qua lần chưa? Tiếp ở đâu ngay giữa cái dốc mà xuống dưới dốc đó không có đường để thắng luôn. Ủa chứ flow cho mình xin flow nhắc được em nhớ. Ây da mời lưng quá. Ủa trời mưa nữa chứ. Chú Bảy đi dãy dù rồi vậy mưa là sai rồi chú Bảy ơi. Anh bữa nào trời đẹp đi dãy dù chứ. Anh đi dãy dù rồi vậy mưa. Cả là tại cái tù là. Không chú Bảy dãy dù mà không bị sét đánh là may đó mày đó. Đáng lẽ hôm sau mình phải chọn thời tiết đẹp mình mới đi anh nhở. Nó chụp hình chú Bảy phát rồi chú Bảy đứng chơi lên luôn hả chú Bảy. Chú Bảy mưa quá chú chơi chân. Ngõ mức sáu cà hơi ức á, có thể làm thốn tù lại cà nữa. Sáu cà nữa. Rồi làm lại kìa. Thôi chú ơi, đừng gấp đôi nữa, 12.000 đấy. Lâu mình phải lên gói chứ. Để không khác chú chứ, mà trời đẹp ha chú ạ. Đi. Đúng rồi. Hôm nay trời đẹp mà. Mà trời mưa thì thế mà. Hơi sương mù đó. Ủa chứ quá lần chưa anh mày? Bị... Nhà nguyên cái chiến gỗ chú Bảy nhảy một cái là mất bay cái chiến gỗ luôn à. Đây là cháu gọi A Kiều chuẩn bị đến để thông báo tin buồn rồi đấy. Chưa kịp mấy cái chiến gỗ em ơi. Tính ra là mở được dù rồi đó. Bảy nhảy dù một phát bay luôn cái chiến gỗ. Viện phí bao tiền bao nhiêu tiền? 6.000 rưỡi. Thôi về đây. Bữa nay không thấy bạn gái vô chưa đây? Bạn gái em rồi. Bạn gái em qua thức khuya quá đúng không? Hôm qua thức khuya quá nay chưa dậy đúng không? Sao lại nay chưa dậy? Khuya quá, hôm qua thức khuya quá đây. Anh bảo là kêu bạn gái ngủ sớm đi, không chịu kêu. Nè. Hai đứa ham chơi.